Tuần 41, chữ ôi và chữ ơi. Các em hãy nhìn xem chữ ôi được viết như thế nào nhé. À, thì ra chữ ôi là chữ được ghép từ chữ ô và chữ y ngắn. Thế còn chữ ơi thì sao? À, chữ ơi thì lại được ghép từ chữ ơ và chữ y ngắn đó các em. Các em có từ bơi lội và từ mặt trời. Tuần 41, chữ ôi và chữ ơi. Các em hãy nhìn xem chữ ôi được viết như thế nào nhé. À, thì ra chữ ôi là chữ được ghép từ chữ ô và chữ y ngắn. Thế còn chữ ơi thì sao? À, chữ ơi thì lại được ghép từ chữ ơ và chữ y ngắn đó các em. Các em có từ bơi lội và từ mặt trời. Tuần 41, chữ ôi và chữ ơi. Các em hãy nhìn xem chữ ôi được viết như thế nào nhé. À, thì ra chữ ôi là chữ được ghép từ chữ ô và chữ y ngắn. Thế còn chữ ơi thì sao? À, chữ ơi thì lại được ghép từ chữ ơ và chữ y ngắn đó các em. Các em có từ bơi lội và từ mặt trời. Tuần 42, chữ ui và chữ ươi. Chữ ui là chữ được ghép từ chữ u và chữ y ngắn đó các em. Còn chữ ươi thì lại được ghép từ chữ ư và chữ y ngắn. Các em có từ leo núi và từ gửi thư. Tuần 42, chữ ui và chữ ươi. Chữ ui là chữ được ghép từ chữ u và chữ y ngắn đó các em. Còn chữ ươi thì lại được ghép từ chữ ư và chữ y ngắn. Các em có từ leo núi và từ gửi thư. Tuần 42, chữ ui và chữ ươi. Chữ ui là chữ được ghép từ chữ u và chữ y ngắn đó các em. Còn chữ ươi thì lại được ghép từ chữ ư và chữ y ngắn. Các em có từ leo núi và từ gửi thư. Tuần 43, chữ ui và chữ ươi. Bây giờ các em sẽ được làm quen với một dạng âm vần mới được ghép từ ba nguyên âm. Đầu tiên sẽ là chữ ui. Chữ ui là chữ được ghép từ chữ u, chữ ô và chữ y ngắn. Kế đến là chữ ươi. Chữ ươi thì lại được ghép từ chữ ư, chữ ơ và chữ y ngắn. Các em có từ nải chuối và từ trái bưởi. Tuần 43, chữ ui và chữ ươi. Bây giờ các em sẽ được làm quen với một dạng âm vần mới được ghép từ ba nguyên âm. Đầu tiên sẽ là chữ ui. Chữ ui là chữ được ghép từ chữ u, chữ ô và chữ y ngắn. Kế đến là chữ ươi. Chữ ươi thì lại được ghép từ chữ ư, chữ ơ và chữ y ngắn. Các em có từ nải chuối và từ trái bưởi. Tuần 44, chữ ây và chữ ây. Các em hãy viết chữ A và chữ Y dài sát lại với nhau. Các em sẽ được chữ ây. Còn nếu cho chữ ớ và chữ y dài đứng gần nhau thì các em sẽ được chữ A. Các em có từ máy bay và từ nhảy dây.
Tuần 44, chữ ây và chữ ây. Các em hãy viết chữ A và chữ Y dài sát lại với nhau, các em sẽ được chữ ây. Còn nếu cho chữ Ớ và chữ Y dài đứng gần nhau thì các em sẽ được chữ ây. Các em có từ máy bay và từ nhảy dây. Tuần 44, chữ ây và chữ ây. Các em hãy viết chữ A và chữ Y dài sát lại với nhau, các em sẽ được chữ ây. Còn nếu cho chữ Ớ và chữ Y dài đứng gần nhau thì các em sẽ được chữ ây. Các em có từ máy bay và từ nhảy dây. Tuần 45, chữ eo và chữ ao. Các em có biết chữ eo dễ thương này được ghép từ chữ nào không? Đó là chữ e và chữ o đó. Thế còn chữ ao? Chữ ao thì được ghép từ chữ a và chữ o đó các em. Các em nhớ nhé. Các em có từ con mèo và từ ngôi sao. Tuần 45, chữ eo và chữ ao. Các em có biết chữ eo dễ thương này được ghép từ chữ nào không? Đó là chữ e và chữ o đó. Thế còn chữ ao? Chữ ao thì được ghép từ chữ a và chữ o đó các em. Các em nhớ nhé. Các em có từ con mèo và từ ngôi sao. Tuần 45, chữ eo và chữ ao. Các em có biết chữ eo dễ thương này được ghép từ chữ nào không? Đó là chữ e và chữ o đó. Thế còn chữ ao? Chữ ao thì được ghép từ chữ a và chữ o đó các em. Các em nhớ nhé. Các em có từ con mèo và từ ngôi sao. Tuần 46, các em sẽ được học cách viết chữ Âu và chữ Âu. Chữ Âu là chữ được ghép từ chữ A và chữ U. Còn chữ Âu thì lại được ghép từ chữ Ớ và chữ U. Các em nhớ chú ý nhé. Các em có từ cây câu và từ quả dâu. Tuần 46, các em sẽ được học cách viết chữ Âu và chữ Âu. Chữ Âu là chữ được ghép từ chữ A và chữ U. Còn chữ Âu thì lại được ghép từ chữ Ớ và chữ U. Các em nhớ chú ý nhé. Các em có từ cây câu và từ quả dâu. Tuần 46, các em sẽ được học cách viết chữ Âu và chữ Âu. Chữ Âu là chữ được ghép từ chữ A và chữ U. Còn chữ Âu thì lại được ghép từ chữ Ớ và chữ U. Các em nhớ chú ý nhé. Các em có từ cây câu và từ quả dâu. Tuần 47, chữ yêu và chữ eo. Bây giờ đến lượt chữ y ngắn ghép với chữ u. Các em sẽ được một chữ mới, đó là chữ yêu. Nhưng khi chữ e và chữ u ghép lại với nhau thì sẽ được chữ eo đó các em. Các em có từ cây rìu và từ cái phễu. Tuần 47, chữ yêu và chữ eo.
Bây giờ đến lượt chữ Y ngắn ghép với chữ U. Các em sẽ được một chữ mới, đó là chữ yêu. Nhưng khi chữ E và chữ U ghép lại với nhau thì sẽ được chữ eo đó các em. Các em có từ cây rìu và từ cái phễu. Tuần 47, chữ yêu và chữ eo. Bây giờ đến lượt chữ Y ngắn ghép với chữ U. Các em sẽ được một chữ mới, đó là chữ yêu. Nhưng khi chữ E và chữ U ghép lại với nhau thì sẽ được chữ eo đó các em. Các em có từ cây rìu và từ cái phễu. Tuần 48, chữ yêu và chữ yêu. Các em biết không, chữ Y ngắn ghép với chữ E và chữ U thì được chữ yêu đó. Còn chữ Y dài ghép với chữ E và chữ U thì sẽ được chữ yêu. Hai chữ này đọc có vẻ giống nhau, nhưng cách dùng thì hơi khác nhau một chút. Các em nhớ chú ý nhé. Các em có từ con diều và từ yêu quý. Tuần 48, chữ yêu và chữ yêu. Các em biết không, chữ Y ngắn ghép với chữ E và chữ U thì được chữ yêu đó. Còn chữ Y dài ghép với chữ E và chữ U thì sẽ được chữ yêu. Hai chữ này đọc có vẻ giống nhau, nhưng cách dùng thì hơi khác nhau một chút. Các em nhớ chú ý nhé. Các em có từ con diều và từ yêu quý. Tuần 49, các em sẽ được học cách viết chữ ưu và chữ ưu. Để viết chữ ưu, đầu tiên các em hãy viết chữ ư và sau đó là chữ u. Để viết chữ ưu, đầu tiên các em cùng viết chữ ư, sau đó đến chữ ơ, rồi cuối cùng mới đến chữ u các em nhé. Các em có từ quả lựu và từ con hươu. Tuần 49, các em sẽ được học cách viết chữ ưu và chữ ưu. Để viết chữ ưu, đầu tiên các em hãy viết chữ ư và sau đó là chữ u. Để viết chữ ưu, đầu tiên các em cùng viết chữ ư, sau đó đến chữ ơ, rồi cuối cùng mới đến chữ u các em nhé. Các em có từ quả lựu và từ con hươu. Tuần 49, các em sẽ được học cách viết chữ ưu và chữ ưu. Để viết chữ ưu, đầu tiên các em hãy viết chữ ư và sau đó là chữ u. Để viết chữ ưu, đầu tiên các em cùng viết chữ ư, sau đó đến chữ ơ, rồi cuối cùng mới đến chữ u các em nhé. Các em có từ quả lựu và từ con hươu. Tuần 50, các em sẽ được học cách viết chữ on và chữ an. Chữ on là chữ được ghép từ chữ o và chữ n. Còn chữ an thì lại được ghép từ chữ a và chữ n nha các em. Các em có từ mẹ con và từ bàn học. Sẽ được học cách viết chữ on và chữ an. Chữ on là chữ được ghép từ chữ o và chữ n. Còn chữ an thì lại được ghép từ chữ a và chữ n nha các em. Các em có từ mẹ con và từ bàn học. Là chữ được ghép từ chữ ớ và chữ n. Vậy còn chữ anh? Chữ anh thì lại được ghép từ chữ á và chữ n đó các em. Các em có từ
cái kênh.